Hồ bổ sung đang bị nước hồ dưới ngọn lửa đúng không? Dạ đúng. Sao cứ sợ hoài vậy? Ui đâu mà sợ? Bổ sung mà nhìn nào, bổ sung này. Gặp xương không? Gặp xương không? Để gặp xương này. Đây. Cho anh cầm nó có sách này. Và đây cái này là người ta cầm ra xin đi xin kẹo á. Nice. Bọc cạp và bộ xương con chuột. Con trai và con gái. Ừ đúng rồi. Chỗ xin ăn cầm á. Ờ xin á. Xin mấy kia sợ mà cái này không sợ á. Ôi ôi anh kinh sợ ma kìa. Cái ngón tay. Đeo 5 đầu ngón tay. 8 ngàn một cái ngón tay. Có cái gì vậy? Cái cây nó dài ghê không trời. Lồng đèn bí đỏ nè. Đúng rồi, lồng đèn là cầm đi xin kẹo đó. Đó, đi xin kẹo, xin người ta cho kẹo ở đây nè. Biết mẹ Dương hả? Hello. Sao em biết mẹ Dương như thế không?